Xin chào các bạn đang theo dõi. Video ngày hôm nay mình chia sẻ với các bạn về vấn đề đó là phòng cảm cảm cúm cho trẻ dưới 1 tuổi vào mùa đông. Vào mùa đông các bạn sẽ thấy là tỷ lệ trẻ bị viêm đường hô hấp tăng lên rất nhiều lần. Phụ huynh than phiền đó là em chăm con rất kỹ, rất cẩn thận, làm rất nhiều phương án để phòng cho con rồi, nhưng tại sao con vẫn bị cảm cảm cúm? Khi mà bị cảm cảm cúm này thì những cái triệu chứng điển hình của trẻ đó là ngạt mũi, sổ mũi, là hắt hơi, là ho, từ húng hắng ho khan tiến triển đến ho ho có đờm, rồi sốt với nhiều mức độ khác nhau, trẻ quấy khóc, bỏ ăn, khó chịu, phụ huynh thì vô cùng lo lắng. Rồi có những cái trẻ nhẹ nhàng hơn thì nó chỉ có sổ mũi hay nghẹt mũi thôi, nhưng nó kéo dài nhiều tuần mà em bé không khỏi, bố mẹ rất đau đầu không biết làm thế nào. Cái câu chuyện điều trị như thế nào cho nó hiệu quả thì có một cái video mình đã chia sẻ rồi. Các bạn có thể xem lại cái video này, đó là trẻ bị cảm ho sổ mũi phải làm thế nào. Trong cái video này mình sẽ chú trọng với các bạn cái vấn đề phòng, giải thích với các bạn lý do vì sao mà trẻ nó vẫn hay xảy ra cái tình trạng viêm đường hô hấp hay cụ thể là cảm cảm cúm vào mùa đông nhiều hơn như vậy. Phản hồi trước với những cái phương pháp mà các mẹ hay dùng để phòng cho con, như các mẹ có kể đến là em có thể cho em bé uống tinh dầu, điển hình như là tinh dầu tỏi. Phải nói thẳng với các bạn là chưa có nghiên cứu nào về vấn đề này đấy, và nó không chắc chắn về giá trị của sản phẩm nên không khuyến cáo các bạn dùng phương án này, đặc biệt là trẻ nhỏ đấy, để gọi là phòng cảm hay cảm cúm cho con. Thứ hai thì nhiều mẹ là bôi tinh dầu, muốn bôi tinh dầu để phòng các cái bệnh về viêm đường hô hấp cho con thì nó có hiệu quả hay không. Cái hiệu quả của cái việc bôi tinh dầu này nó rất hạn chế, nó không có giá trị gì nhiều đâu. Và nhiều lúc các bạn vẫn bôi, nhưng mà các cái biện pháp chăm sóc khác của các bạn nó cũng tốt nên các bạn nghĩ là do hiệu quả của tinh dầu, nhưng không phải. Cái tinh dầu dùng cho con phải hết sức cẩn thận nữa, bởi vì là trẻ dưới 6 tháng tuổi thì không khuyến khích sử dụng tinh dầu vì cái khả năng dị ứng của nó. Trẻ trên 6 tháng tuổi các bạn có thể dùng, nhưng cái vùng duy nhất mà các bạn nên bôi tinh dầu lên cho em bé đó là gan, lòng bàn chân. Đừng bôi lên cái vùng lưng hay là vùng ngực, vùng bụng hay vùng mũi như thế này. Tiềm ẩn nguy cơ dị ứng cho em bé rất nhiều. Rất nhiều em bé đã hắt hơi, sổ mũi, khó chịu hơn khi mà tiếp xúc với cái tinh dầu này. Nên đây cũng không phải là một cái phương pháp hiệu quả để khuyến khích các bạn phòng được cảm hay cảm cúm cho trẻ. Cái phương án thứ ba mà gần đây nhiều phụ huynh dùng hơn, đó là dùng các loại thuốc tăng cường sức đề kháng. Thế thì bản thân các loại thuốc này bản chất nó như thế nào, dùng có được hay không? Thực tế một số các loại thuốc trên thị trường hiện nay, nó là các loại thuốc kháng virus, thì nó hoạt động hiệu quả trong cái quá trình mà con bắt đầu có cái triệu chứng của cảm cảm cúm bị virus tấn công rồi. Còn cái hiệu quả trong cái việc là dùng trước để phòng xem nó có giảm cái tình trạng bị hay không thì nó không có nhiều cái nghiên cứu về nó, mà nó chỉ là giới hạn trong một cái mức độ khuyến cáo chung của nhà sản xuất thôi, nên cũng không khuyến khích các bạn dùng. Những cái loại thuốc này chỉ khi nào con trong cái đợt cảm cảm cúm các bạn dùng hỗ trợ cho em bé, cũng không khuyến khích các bạn dùng cho trẻ nhỏ khi mà em bé chưa có các cái biểu hiện về viêm đường hô hấp, tức là không khuyến khích các bạn dùng để phòng. Vậy thì như bác sĩ nói là tất cả các cái phương án này phòng đều không có hiệu quả lắm, vậy vậy làm thế nào, thực tế thì còn nào cái phương pháp nào? Cái phương pháp quan trọng nhất mà các bạn chú ý đó là cái yếu tố vệ sinh, đó là chúng ta làm giảm khả năng tiếp xúc của em bé đối với các cái loại virus vi khuẩn gây bệnh. Thế giảm như thế nào? Vào mùa đông ấy, cái virus gây viêm đường hô hấp nó có một cái lợi thế, đó là nó phát triển tốt là vào mùa đông, đặc biệt là nhiều cái nhóm cúm. Trời càng lạnh, lạnh lạnh khô khô vào mùa đông này nó vẫn phát triển tốt, nên nó sinh sôi tốt và cái mầm bệnh nó phát triển mạnh mẽ hơn. Thứ hai đó là người chúng ta có cái xu hướng đó là tập trung đông người ở trong nhà nhiều. Đó là khi mỗi một con người chúng ta mang trên người rất nhiều mầm bệnh, khi ở gần nhau thì nó cũng dễ lây bệnh cho nhau. Và cái nguyên nhân thứ ba đó là chúng ta hay đóng cửa phòng vào mùa đông, không khí nó không lưu thông. Ví dụ trong phòng này có mật độ các cái loại virus vi khuẩn gây bệnh trong cái không khí điều kiện thích hợp ở nhiệt độ phòng, nó sẽ tăng sinh, nó sinh sản lên, làm cái mật độ mà chúng ta gặp phải vi khuẩn virus gây bệnh nó nhiều lên hơn, nên con dễ bị bệnh hơn. Chúng ta phải thông phòng, phải mở cửa phòng, mặc dù ở bên ngoài không khí nó có nhiều khói, nhiều bụi, cũng có nhiều các cái vi khuẩn gây bệnh khác, nhưng cái mật độ của nó thưa hơn. Chúng ta thông khí trong phòng là chúng ta sẽ làm giảm cái mật độ vi khuẩn virus gây bệnh ở trong phòng đi, thì nó sẽ giảm cái khả năng tiếp xúc với em bé. Cho nên kể cả vào mùa đông, mùa lạnh này
thì cái việc thông phòng, trao đổi không khí trong phòng vẫn rất cần thiết. Chứ chúng ta cứ đóng kín cửa suốt không thông phòng được thì không khí trong phòng nó cũng trở nên là tăng cường cái mật độ khả năng của các virus vi khuẩn gây bệnh. Đấy là cái yếu tố vệ sinh chung các bạn phải chú ý. Thứ hai đó là cái người lớn chúng ta phải chú ý trong vấn đề giữ vệ sinh. Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi thì nó không tiếp xúc nhiều với bên ngoài, đa phần là nó sinh hoạt ở trong nhà, trong môi trường trong nhà. Đấy, và càng vào mùa đông thì lại càng ở trong nhà nhiều hơn. Thế nên mỗi một người lớn chúng ta này này, ra ngoài hàng ngày có rất nhiều công việc, tiếp xúc với rất nhiều người và rất nhiều mầm bệnh. Vì chúng ta tiếp xúc trước đấy quen rồi nên là chúng ta có thể mang trên người các cái virus gây cái bệnh về cảm cúm đấy, nhưng nó không biểu hiện thành bệnh, tức là chúng ta không thấy mình bị bệnh, không thấy có dấu hiệu về viêm đường hô hấp, và chúng ta nghĩ là chúng ta khỏe mạnh, ok không sao, nhưng chúng ta có thể mang cái virus vi khuẩn này về gây bệnh cho em bé. Thế nên đi từ ngoài về là phải có cái thói quen vệ sinh, thay quần áo, rửa chân tay, rửa mặt, súc miệng sạch sẽ, và sau đó mới vào cái phòng em bé, tiếp xúc với em bé, và cũng hạn chế hết mức cái việc thơm em bé, kể cả vào tay và chân, thì chúng ta sẽ hạn chế lây cái vi khuẩn virus sang cho con, làm cho con bị nhiễm bệnh. Và vào đầu mùa đông này thì còn khuyến khích là các cái thành viên trong gia đình mà trong nhà có trẻ nhỏ ấy, là chúng ta chủ động tiêm phòng cúm. Một khi có một người bị cúm rồi thì nó rất rất dễ lây ra cả nhà và lây cho em bé, vì nó lây qua đường hô hấp mà. Những cái bệnh lý về đường hô hấp thì nó rất rất dễ lây, nên các bạn chủ động tiêm phòng trước, mà có bị bệnh là cái là chúng ta phải cách ly phòng riêng ngay để giảm lây cho con. Đối với lại những em bé dưới 6 tháng tuổi, các bạn biết là dưới 6 tháng tuổi thì ít bị, trên 6 tháng tuổi, ngoài 6 tháng tuổi trở ra nó hay bị cảm cảm cúm nhiều hơn. Bởi vì là trẻ nhỏ được nhận được các cái kháng thể từ mẹ, thì cái câu chuyện này mình nhắc ở nhiều video rồi, nên trong cái quá trình trước đấy mẹ có tiêm phòng cúm, có tiêm phòng đầy đủ các cái mũi tiêm, thì nó cũng làm cho em bé trong cái khoảng thời gian 6 tháng đầu này nó ít bị ốm hơn. Nhưng cũng có những trường hợp con vẫn bị cảm cúm. Vì sao? Mẹ có nói là em có tiêm phòng trong lúc mang thai đầy đủ rồi, rồi mới em cũng tiêm phòng rồi, nhưng sao con vẫn bị? Bởi vì là cái cúm nó rất đa dạng, nó rất nhiều chủng loại. Có thể cái loại bạn tiếp xúc này, bạn truyền được kháng thể cho con rồi, nhưng con lại tiếp xúc với một cái loại kháng thể mới. Nên các bạn cũng không thể chủ quan rằng nó là dưới 6 tháng tuổi con nhận được kháng thể từ mẹ rồi nên yên tâm không việc gì nữa. Trẻ vẫn có khả năng mắc phải cảm hay cảm cúm, cho nên vẫn phải đảm bảo yếu tố giữ vệ sinh cho con. Như vậy, túm lại ở cái video này, muốn nhấn mạnh với các bạn, đó là yếu tố vệ sinh chính là yếu tố quyết định mà làm giảm cái tình trạng, rồi phòng cái tình trạng cảm cảm cúm cho con. Và người lớn chúng ta phải chú ý cái này, từ cái việc vệ sinh phòng, việc thông phòng, làm thông thoáng không khí trong phòng. Thứ hai là người lớn có ý thức vệ sinh cá nhân trước khi vào trong cái phòng tiếp xúc với em bé, thì đấy mới là cái cách giảm được cái khả năng bị cảm cúm nhiều nhất cho em bé và hiệu quả nhất. Ngoài ra thì song song đó các bạn phải chú ý, đó là chúng ta tiêm phòng cho con khi đến độ tuổi, và cái chế độ ăn uống của người đúng giờ, để cái thể chất em bé phát triển mạnh, phát triển tốt, cái cơ thể nó phát triển tốt thì cái khả năng miễn dịch của nó cũng sẽ tốt, và nó làm hạn chế khả năng mắc các cái bệnh lý khác của em bé nhiều hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.